Xin kính chào quý vị và các bạn đến với video hướng dẫn sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị, với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng tính công khai minh bạch và sự giám sát của người dân trong việc xử lý các thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, giảm bớt chi phí thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dịchvucong.thanhhoa.gov.vn. Việc đăng ký thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện tại mọi địa điểm. Để nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, chỉ cần có máy tính được kết nối Internet hoặc trên thiết bị điện tử thông minh khác, điện thoại thông minh, máy tính bảng. Quy trình nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng gồm các nội dung như sau. Quy trình 1. Đăng ký tài khoản. Quy trình 2. Tạo và gửi hồ sơ trực tuyến. Quy trình 3. Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và đem hồ sơ gốc đến đối chiếu khi nhận kết quả. Để sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến, mời quý vị và các bạn theo dõi video hướng dẫn sau đây. Để đăng ký tài khoản, quý vị và các bạn thực hiện như sau. Chúng ta truy cập vào cổng dịch vụ công tại địa chỉ http://dịchvucong.thanhhoa.gov.vn. Click vào ô đăng ký. Tại mục này, các bạn chọn cá nhân hoặc doanh nghiệp. Tại giao diện màn hình, các bạn nhập đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân và thông tin đăng nhập theo yêu cầu. Các bạn lưu ý, tên tài khoản dùng để đăng nhập phải viết liền không dấu và không chứa ký tự đặc biệt. Các thông tin có đánh dấu sao màu đỏ là các thông tin bắt buộc phải điền. Sau khi đăng nhập đầy đủ thông tin, bạn click vào ô đăng ký. Như vậy, bạn đã đăng ký thành công. Sau khi đăng ký thông tin tài khoản trên website dịchvucong.thanhhoa.gov.vn và được xác thực trên hệ thống, các bạn vào mục đăng nhập trên giao diện màn hình chính, sử dụng tài khoản và mật khẩu để truy cập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập vào hệ thống để tạo và gửi hồ sơ trực tuyến, các bạn làm theo các bước như sau. Chuẩn bị hồ sơ, trên menu chính, chọn tab nộp hồ sơ trực tuyến. Lựa chọn đơn vị thủ tục hành chính. Tải mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục hành chính và điền đầy đủ các thông tin vào các tờ khai và chuẩn bị các bản có liên quan theo hướng dẫn tại mục hồ sơ. Nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, bạn đăng nhập vào hệ thống để tạo và gửi hồ sơ trực tuyến. Các bạn làm theo các bước sau. Bước 1. Trên menu chính chọn tab nộp hồ sơ trực tuyến. Bước 2. Lựa chọn đơn vị thủ tục hành chính. Lựa chọn dịch vụ. Các bạn đã chuẩn bị hồ sơ và ấn nút đăng ký. Mục thông tin tiếp nhận hồ sơ sẽ xuất hiện. Bước 3. Các bạn điền đầy đủ thông tin vào mục nhập thông tin liên hệ. Click vào ô tiếp theo. Bước 4. Các bạn điền đầy đủ thông tin tại bước nhập thông tin hồ sơ. Trường hợp người nộp là chủ hồ sơ thì ấn vào nút lấy thông tin từ người nộp. Bước 5. Nhập tờ khai. Các bạn nhập các thông tin của tờ khai vào đơn đề nghị. Bước 6. Đính kèm tệp. Các bạn đính kèm các tệp hồ sơ có liên quan, theo quy định. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn gửi hồ sơ qua bưu điện, nhận kết quả qua bưu điện. Bước 7. Các bạn bấm vào nút gửi đi hoặc lưu lại để lưu hồ sơ vừa đăng ký. Hồ sơ được nằm trong mục hồ sơ cá nhân ở góc bên trên bên phải màn hình. Đồng thời hệ thống sẽ gửi về địa chỉ email của bạn thông tin hồ sơ đã được tiếp nhận. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thanh Hóa cho phép các cá nhân tổ chức có thể theo dõi tình trạng giải quyết thủ tục hành chính thông qua trang cá nhân của mình. Các bạn vào mục hồ sơ cá nhân sẽ xuất hiện các hồ sơ được phân loại theo trạng thái như hồ sơ chưa gửi, hồ sơ đã gửi, hồ sơ yêu cầu bổ sung, hồ sơ đang xử lý, hồ sơ đã trả kết quả, hồ sơ bị trả lại, tương ứng với trạng thái xử lý hồ sơ ở các cơ quan liên quan. Tùy theo từng trạng thái hồ sơ, các bạn có thể bổ sung sửa chữa theo yêu cầu của các cơ quan tiếp nhận hồ sơ
hoặc chờ kết quả giải quyết hồ sơ sau khi hồ sơ đã được tiếp nhận và xử lý. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thanh Hóa, hãy đăng ký để sử dụng ngay.